ក្លេចមើលស្ថានភាពទំនាក់ទំនងរវាងមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី1និងមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី2ចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនវិញសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាចំណុចប្រែប្រួលនៅក្នុងទំនាក់ទំនងដែលមានភាពរង្គោះរង្គើរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺមានការចូលរួមបន្ថែមបាទពីសំណាក់លោកណនរីណាអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិមេរូបទីរបស់ទូរ
rốt ẩm rích tới bàn kì mưa khơi bạp nà. Bà ở nè vị phía tu tớ bàn mưa khơi thà chìa kà chiên chô đò rạp bạch thamay mùi tiết rồi hà thà chìa chùm lịch prai pru thamay mùi tiết. Đại xa ta dạ kà lò mó kì tùm nè vùn nông bàn thị lạ chọc đồn đạp rồi hà thà rung cố rừng cơ sáp tăng vì rọt kà lô bà nol trăm. Hơi nực khăn nông rọt kà lò bọc lô chô bài đánh. Kì chấp đàm miền bánh hà cho chẳng tiết để kì mưa khuyên tha tăng bì bánh hà có Tài Văn, bánh hà sẽ một chân thắng thức bông. Bánh hà để lục bài đơn bàn bằng rùa lăng bình kì rùa thuộc rùa lăng bình nơi krom bà tế bốn chạc tổ bà tế miền Ấn Đi, miền Australia, miền Japan, nâng xa rốt Ấm Rích, nơi Ấn Đu, nơi mà Asia Pacific. Nâng mùi tiết kì lục bài đơn có bàn bằng cách ở miền sầm phôn là phía trái phía kỳ thâm mây mới đây rồi chạy phục bóng lê ô xa lý nâng xa rọt ẩm rách đòi bắt đầu nì về mùi tức đã đòi tham phôn lực lệ chúng tôi tặng ổn đi kỳ bàn thơ ao tâm nợ tâm nông xa rọt ẩm rách nâng chân cơ rộng cố rộng cơ cao tại vì bánh hà bình dịch cảm đòi xâm khăn của lòng màu đối chứ này bánh hà đài kỳ tha chế ca prai prô thâm mây mùi tiết đi kỳ bẹp phôn tần nâng ca lược lăng vì bóng Rússi bàn sản xuất xong chùm nuôi dù thiên bị bật tế chấn đại dân mình thua ôi xa rộng rích miền ca khó chất khăn xa bá nâng bàn bảo miền tờ bật tế chấn thá bà sân chìa chân hiền chùi Rússi tiền xâm phá rẽ tiền chùm nuôi dù thiên rưu chùm nuôi hà ranh và thổ ở chế đám lúc cứ xa rộng rích nâng bần to rất bật bà nhìn tâm lạc tâm lâu phải sẽ được cảnh rưu khóa đã toàn là cam thôn thương ngôi bằng thay một tiếp từ lưu bật tế chân đại chúng tôi như hết đại kỳ thác cả lãnh đã bà tự kênh khả năng sạp hai lời đi mau rương thâm mây mùi tiết tụ bởi chì chân bàn tuột trao được ca cho bà can này khỏi đói bằng tay vì chì giám đốc prai pro mùi tiết đại thư phô ôi tâm lạc tâm lâu được bình tế thường phí nâng cứ căn được thật lạc chốt mà cầm đặt tiết bà chấp thang bì miên bà nhà sân kìm đi ta chân bàn bà đo chùm nuôi ở bây khá đo rồi xì tiếp bà Bà chìa phá lời ca chân tay tại bàn lực lăng ổng bì chùm hoa ập chìa krat chìa xa thiên nạ rô bọc luôn chùm bố bánh hà sân kriêm rô bọc rô xí nơi khổ nông bà tiêu Ukraine. Lúc vang dì rộn tay cả bà tế chân cả bàn lực lăng ca bì thay ổng kìm xa lòng anh đáy thà bà tế chân tay tại chùm tuộc tờ nâng ca đã tuần là cảm thông thông bà bì tờ lưu bà tế rô xí hay gà lo máu kì mơ khơn chân tay tại bà chân áo đoàn đồ bộ viết nơi khổ nông bọc xa xa xong ổng ca x bẹp bọn nâng ca trên sạch đầy xâm rạch cao tố ca vì lúc rồi bỏ rủ xí từ lưu Ukraine hãy cài một tiết có bỏ chân là nó vô viết nơi khăn ông mà hà xoắn bát ông ca sợ chuyết đại miên bật tế rồi hôn đoàn mà rồi xài sập mũi quam trô ở miên ca cao tố ca thua sân kriêm được nông bật tế Ukraine một chế đàm đối chứ này rương tăng ổn đi hai đài kì mơ khơi tha chân hạ miên chùm hô lùm yên tư kháng rủ xí cặp bằng tài chân bà ca hỏi tha chân tay tài chùm tuộc nơi ca pra pra cầm lăng tay ta dùng toàn nơi cá đã toàn là cam thôn thông ngô hay chân quam trô ở miền ca cho chá bên chọc tùm lúc quam trô ở phía kỳ tầng tí cứ ọt thâm mốt khả năng cầm rắc ả tệ bạ ra má nâng bẩn thu bẩn thoi phiếp tàn tăng đại cầm phung tại cả miền ở phía nít nâng ba nằm biêu nêu ôi bần đà bà tê nơi ở rộp nâng cư chúi xoay xoay thua nhờ ná xoay nhờ rộp lời đồng nọ xoay ca tút ở miền ca cho cha nâng ca xăm thân nhất đầm bây bình chọc trùm luộc nít kì chì ca lực lạng bỏ chân để luôn bình bàn bẹp bọn từ nâng ca chui đà là bây mùi nụ tế đòi cron tại kì bàn bàn xe màn từ lơ ca bạc ca tùm nẹ tùm nông rư có ca bình chạy lạng vinh bì xâm phôn là phiếp phiếp đại cô rư viên bà tế tăng bì nâng ca chênh sạc đế thay lạng ca rùm khí nế bình chạy ẩm bì chùm nông bình tập phiếp rư viên rù xì nâng chân gà lòng bình đại kì mơ khinh tha chùm nâng tăng chân bàn chui Rússi lơ bàn chui Rússi lơ ca sanao xong bẹp bò nâng ca sanao xong phần này cường dụ thu bà co rứt gọi chùm nuôi sinh tử cách nu hay chân bàn bà ca hái tha ca bưng bẹp và hoa bà dõi sinh tử cách kì hà vây đại thu lọc miên sạp kì chì ca thay ra xa đặt đáy hai bòm bàn lua chui rứt gọi miên tâm nệm nông chì xa thiên nạc không ca bắt đo lòi chân đàm bây bắt đo lòi Rússi đàm bây bằng cao nâng cam thiếp mình không tiêu Ukraine
Tiếng chấn có ban bậc cao âm pi chấm hòa chia cắt ở bắc luôn cứ chấn mình chạy sang lư phương âm pi ba nhà hàng đi tế hỏi tiếng rô xí có ban bạc đại sa thạc luôn mình ban sna sông dột thổ bạc co chấm nuôi phân hại vô thiê bị chân phong đài ta âm rích ban đầm năng này bị nà màu cháu đại thà rô xí ban chiến đo ca sna sông chấm nuôi vô thiê bị chân đúng không? Bà ở xa bộ mình bảo xa rốt âm rích cứ ban sắp xa đôi sông xâm đầy krom bần trây xa rốt âm rích thá ប្រទេសរុស្ស៊ីហ្នឹងគឺបានស្នើសុំប្រទេសចិនឲ្យជួយលើជំនួយយោធាជាពិសេសគឺគេហៅថាគ្រឿងយុទ្ធោបករណ៍ប្រមាណ 5 ប្រភេទមានតាំងពីយានដ្រូននិងមីស៊ីលជាដើមដើម្បីជួយដល់សកម្មភាពសឹករបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនតែការដែលនិយាយការផ្សព្វផ្សាយឬFinancial Times កន្លងមកហ្នឹងក៏ជាការផ្សព្វផ្សាយស្រង់សម្ដីដែលស្រង់សម្ដីពីមន្ត្រីដែលមិនបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់ សារ៉ាអាមេរិកដែរបើតាមការលើកឡើងរបស់លោករ៉ូបឺតរ៉ស ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៅផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យBoston បានប្រាប់ទូទៅអាល់ជាស៊ីរ៉ាថារ៉ាល់ពេលនេះគឺហាក់បង្ហាញថាចិនមិនទាន់បានផ្ដល់អ្វីឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីនៅឡើយទេដោយអ្វីទាំងអស់នេះវាគ្រាន់តែជាការសន្និដ្ឋានទៅលើការប្រកាសទំនាក់ទំនងការសន្និដ្ឋានទៅលើជំហររបស់ចិនទោះបីជាអព្យាក្រឹតក៏ប៉ុន្តែហាក់ដូចជា លើកឡើងអំពីបញ្ហាប្រឆាំងទៅលើការដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់របស់ខាងប្រចាំមូលលោកទៅដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីដោយបារម្ភថានឹងធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីមានបញ្ហាលំបាកកាន់តែខ្លាំងអាចដួលរំលំផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងអាចមានរឿងផ្សេងទៀតកើតឡើងដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកកាន់តែមានការលំបាកនោះបាទសូមអរគុណលោករីណាយើងនៅបន្តតាមដានពីរឿងនេះជាបន្តទៅទៀតអរគុណជម្រាបលាបាទបាទអរគុណ